Để coi hôm nay mâm gì nè. Các bạn mâm bún riêu tôm bao giờ chưa? Giới thiệu với mọi người một quán nằm ở số 94-96 Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu nha. Mặt bằng siêu rộng nhưng lắm lúc cũng không thể nào cung ứng nổi với lượng khách đông vô vàng. Các bạn cũng cần chú ý là tương và rau ở đây là tự phục vụ nha. Giá ở đây dao động từ 50-85k. Gọi một suất đặc biệt đi. Bao hoành tráng luôn. Hello bạn tôm. Bún riêu tôm không đơn giản là thay cua bằng tôm. Bát bún riêu bên cạnh tôm, ốc, mực còn có vô vàng các thứ khác. Mộc nè, chả cá nè, chả ốc nè, huyết nè, đậu phụ nè. Và bla 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 quá trời thứ. Không thể chất lượng hơn. Dù là nước bún riêu nhưng nước dùng ở đây lại khá là trong. Bên cạnh tôm mình có thể cảm nhận được mùi hương của ốc và sả. Sợi bún ngấm trọn nước chôm mâm thích lắm luôn. Mình đoán sa tế ở đây là tự làm, vì sa tế sản xuất công nghiệp không có mùi hương nồng thế này đâu. Mâm bát này hạnh phúc vô cùng. Review tới đây thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại nghe.